Hà Nội khởi tố vụ án cháy nhà xưởng làm một người tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra vụ cháy nhà xưởng làm một người tử vong tại Hà Đông, Hà Nội. Ngày 21 tháng 10, Công an quận Hà Đông thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra vụ cháy nhà xưởng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn quận. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc thật khách quan, quyết liệt, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp trong công tác điều tra, xử lý nhằm tạo sự răn đe, phòng ngừa trong bối cảnh diễn biến phức tạp hỏa hoạn ở nhiều địa phương. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 10, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo cháy tại khu nhà kho, xưởng ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Chỉ huy chữa cháy đã triển khai các mũi trinh sát khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 8 giờ 15, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế được lửa và tiến hành dập tàn. Vẫn theo cơ quan công an, khu vực xảy ra cháy đã bị Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Thống kê ban đầu, vụ cháy là một người tử vong là nhân viên bảo vệ và thiệt hại khoảng 800 m² diện tích kho xưởng.